Hello, xin chào anh em. Lâu lâu rồi chưa lên cái kiểu mà PC full trắng mà dùng cái vỏ NZXT H5 Flow. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại với cái form đấy. Vì là lên mấy cái form kia nhiều quá rồi mà cây i9 nó cũng nhiều quá rồi. Thì hôm nay là sẽ lên một cái cây phổ thông cho anh em. Và mức giá của cây này thì mình thấy là khá là dễ chịu. Bộ này khách chơi game anh em nhá. Khách chơi game nên là chip với cả RAM thì với cả SSD nó chỉ bình thường thôi. Nhưng mà con card thì khá là khỏe. Thì một lát nữa là mình sẽ nói sau. Bộ này thì ngân sách khoảng 26 triệu. Đấy, 26 triệu và 26 triệu để chơi game và full trắng thì chúng ta sẽ có gì? Đấy, đầu tiên là mình sẽ nói trước về cái combo main chip đi. Main chip thì là một cái combo rất là quen thuộc rồi. Và cái bộ này thì lâu rồi mình chưa lên. Vì là cái i5 này, i5-12400F này dạo này mình rất là ít bán luôn. Bởi vì là anh em mua i9 nhiều quá nên là i5 đợt này mình chỉ bán tầm 13.500 trở lên thôi. Còn 12.400F là dường như là anh em đang bị quên hay sao ấy. Và với một cái cấu hình gaming trong khoảng hơn 20 triệu thì 12.400F vẫn là một cái sự lựa chọn rất là ngon lành. Và đương nhiên là đi với 12.400F thì cái main mà màu trắng mà đẹp mà size ATX mà đi kèm với cả cái vỏ H5 Flow thì không có con nào khác ngoài con B660-A này rồi. Và đây là phiên bản RAM 4 anh em nhé. Hiện tại thì cái mã B660-A này mình đang có sẵn một bản chạy DR5. Đấy, thì anh em nào mà quan tâm thì có thể là dựng một con main chạy DR5 và dùng một kit RAM 5 luôn, đảm bảo là bao mạnh luôn. Và anh em có thể kết hợp với một con chip khỏe hơn, ví dụ như là 13.500 hoặc là 13.600K đều rất là ngon lành. Đấy, main chip là xong rồi này. RAM SSD thì rất là quen mặt rồi, mình sẽ điểm nhanh thôi. Vì là hôm nay là có cái tản mới thì một lát nữa là mình sẽ nói chi tiết về con tản. RAM và SSD thì là hai thanh RAM 8GB D50 màu trắng này. Anh em nhắn mặt cái này rồi. Con này là bớt 3200. SSD thì là NV2 500GB. Con này thì tốc độ đọc là 3500, tốc độ ghi là 2100 thì phải. Lâu rồi không lên con này là quên béng luôn anh em ạ. Tốc độ thì nó tầm đấy anh em nhá. Đấy, và xem nào. Mình nói về con tản đi. Hôm nay là có cái mã tản nhiệt này mới này anh em này. LS520 nhưng mà nó lại là phiên bản SE anh em ạ. Thì đây là một cái phiên bản giá rẻ hơn của LS520. Đừng nghe nào nhầm nhá. Vì là hai con này nếu mà chỉ nhìn qua về ngoại hình ấy thì sẽ rất nhiều anh em nhầm. Thì anh em chú ý giúp mình là cái SE này này. SE thì nó sẽ có cái phần block nước là dạng viền mỏng hơn và nó sẽ có cái giải LED vô cực giống như là cái tản của NZXT ấy. NZXT thì nó cũng làm kiểu vòng vô cực như thế này. Và cái mã này thì mình sẽ điểm qua một chút về thông số cho anh em xem nhé. Con này thì vẫn có cái công nghệ chống tràn đặc trưng của Discool rồi, rất là ngon này. Anh em dùng con này thì không sợ bị rò rỉ nước các kiểu. Và đây, mình sẽ nói qua một chút về thông số cho con này. Các socket hỗ trợ thì đương nhiên là đầy đủ hết rồi này. Để xem nào. Cái bề mặt của rát nước thì là nhôm này này. À đây, cái có cái tốc độ bơm này, anh em nhìn này, tốc độ bơm rất là cao nhá. Tốc độ bơm là 3100 vòng trên phút này. Độ ồn của bơm rất là ấn tượng này. Chỉ có 19 dB thôi. 19 dB là rất là yên tĩnh đấy. Công suất tiêu thụ thì rất là ít rồi, chỉ hơn 4W thôi nên là đừng nghe nào sợ là lắp tản nhiệt nước thì nó tốn điện, ra nó chả tốn đâu. Fan với cả bơm thì nó chỉ vài watt thôi nên là anh em đừng có lo là lên tản nước có phải lên nguồn hay không, không phải lên nguồn. Tốc độ của fan là từ 500 cho đến 2250 vòng trên phút, rất là cao. Cái lưu lượng gió cũng rất là cao luôn này, lưu lượng gió là 85,85 CFM này. Và cái độ ồn của fan cũng rất là ấn tượng luôn này, 32,9 dB này. Đấy, thì đây là những cái thông số mà mình thấy là nó rất là ngon lành. Thực ra đây là một cái tản mà trong tầm giá khoảng 2 triệu thì rất là đáng để lựa chọn cho anh em. Và LED thì đương nhiên là LED RGB và sẽ hỗ trợ sync với rất nhiều main rồi. Asus này, Razer này, Gigabyte này, MSI này, Atrox, đấy, đầy đủ hết. Thì một lát nữa là mình sẽ lắp cái tản này lên cho anh em xem là lắp lên cái H5 Flow thì nhìn nó sẽ như thế nào. Đấy, còn con nguồn hôm nay thì cũng là một cái mã nguồn mới. Thực ra thì nói là nó mới nhưng mà mình cũng lên cái bản này của 650 rồi. Nó là con PK650 thì hôm nay là mình sẽ có một cái phiên bản cao hơn, nó là con PK750. Đấy, thì con này là chuẩn 80 Plus Bron và giá cũng rất là dễ chịu. Con này giá bán lẻ thì khoảng tầm 1,5 triệu thôi. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái nguồn rất là ngon ở trong phân khúc của 1,5 triệu. 750W thì là một cái mức công suất mà sẽ rất là phù hợp và đa năng với rất nhiều cấu hình luôn. Anh em có thể chạy 4070 Ti này, 4070 này,
hoặc là 3070 Ti trở xuống đều rất là ngon lành. Đấy, và cái card ngày hôm nay của mình cũng là một cái mã card 3070 Ti màu trắng, và đây là một con card lướt anh em nhé. Anh em ngó qua một chút về ngoại hình giúp mình. Đấy, còn rất là đẹp. À, tuy nhiên thì nó sẽ bám cái bụi. Cái bụi này là cái lông. Cái lông màu đen của cái gì nhỉ? Của cái hộp đựng của nó, hộp đựng có cái lông màu đen nó hay bám vào đây. Thì trông nó hơi bụi tí thôi. Cái này thì phủi đi là xong. Mặt này còn rất là đẹp này, con này thậm chí nó còn chưa chuyển sang màu cháo lòng cơ, nó vẫn còn trắng cơ. Đây, hot sinh này, hot sinh còn rất là sáng này. Đấy, back blade này. À, back blade thì cháo lòng rồi. Mặt trước này thì còn trắng, nhưng mà back blade thì đã thành hình cháo lòng rồi. Đấy là mặt trước thì vẫn trắng, nhưng mà mặt sau thì thành cháo lòng mất rồi. Con Ultra Wide thì cái đặc điểm chung của nó là con nào cũng thế anh em ạ. À, đây là cái mặt gáy. Mặt gáy của nó thì còn rất là sáng này. FE này, sáng choang này. Đấy, con này thì mới tinh luôn, kể cả những cái ống bên trong nó còn sáng choang luôn. Đấy. Thì hôm nay là mình sẽ dựng cái 3070 Ti này. Và 3070 Ti thì chắc chắn là sẽ giúp anh em là chiến gần như là mọi game rồi. Full HD thì rất nhẹ nhàng rồi. Còn 2K thì nó vẫn chiến ngon. Những cái game cơ bản thì 2K 3070 Ti vẫn đánh tốt. Và kết hợp với cái H5 Flow thì mình sẽ lắp thêm một vách fan. Thì mình sẽ lắp là hai fan trước và một fan sau. Đây là vách fan Deepcool FC120 phiên bản màu trắng. Con này thì có LED RGB rất là đẹp. Và chắc chắn là phải có một cái bộ dây nối dài rồi. Một dây 24 pin và hai dây 8 pin đã dùng cái nẹp chung. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là cái bộ gaming PC full trắng ngày hôm nay thì nhìn nó sẽ như thế nào. Đây cũng là một cái gợi ý cho anh em chơi game trong ngân sách khoảng 26 triệu. Đấy thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Bây giờ thì chiến thôi. Và đây là cấu hình PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây, anh em ngó qua một chút về cái bộ PC mà lâu lắm rồi mình mới lên cái form kiểu này luôn. Thực sự là đợt này bị spam kiểu H9 này, xong rồi là Sky2 này, xong rồi I9 các kiểu là toàn bị spam mấy cây to to thôi. Còn lâu lâu rồi mới được một cái cây mà khoảng trên 20 triệu như thế này. Đấy, thì hôm nay là tiện thể tranh thủ là view luôn qua cho anh em xem. Thì tiêu chí ngày hôm nay đó là chơi game nhẹ nhàng thôi. Và cây thì là full trắng. Đấy, thì anh em có thể ngó qua một chút về ngoại hình. Cái vỏ NZXT H5 Flow thì vẫn là một cái mã vỏ rất là đẹp rồi. Và ngoài đẹp ra thì nó rất là mát anh em ạ. Bởi vì là cái mặt trước của nó là mặt lưới. Đấy, mặt trước là mặt lưới Flow này. Thì mình đã lắp cái patch fan FC120. Thì có lắp là hai fan trước và một fan sau. Và cái vỏ H5 Flow thì vẫn như đặc trưng, anh em quá quen rồi, nó là một cái fan thổi bên dưới. Thì cái này anh em nào mà chưa xem kênh thì có thể không biết, nhưng mà anh em nào mà xem kênh của mình quen rồi thì chắc chắn là sẽ biết cái fan này. Cái fan này thì sẽ lấy thẳng cái khí mát này từ phía dưới và thổi thẳng, xéo một phát. Đấy, thổi thẳng lên cạc đồ họa. Và phía dưới này thì anh em không lo bụi đâu nhá, bởi vì là cái lỗ dưới này này nó có một cái lớp lưới nữa để lọc bụi, nên là anh em không sợ bị bụi đâu, chứ không phải là có mỗi cái lỗ to to tròn tròn đấy đâu. Đấy, và ngó qua một chút về cái nội thất của bộ ngày hôm nay thì chúng ta có một con main cũng rất là quen thuộc rồi, B660-A Rockchip. Thì cái mã main này là mình đang có sẵn một bản chạy RAM DR5 và RAM DR5 trắng mình cũng có sẵn luôn. Đấy, thì anh em có thể tham khảo nếu như mà anh em thích hiệu năng cao này và giá thành hợp lý thì có thể tham khảo con B660-A Rockchip phiên bản RAM DR5. Còn hôm nay thì mình dùng bản chạy RAM 4 thôi. Và kết hợp với cái main này là một cặp RAM 4 XPG D50. Đấy, D50 trắng thì vẫn là một cái mã RAM rất là đẹp rồi. Tương thích tốt này, có giải LED đều này, dày này. Đấy, tuy nhiên thì độ sáng nó sẽ không được cao như là những cái mã RAM cao cấp. Đấy, còn lại thì trên nóc chúng ta sẽ có một cái tản nhiệt nước hoàn toàn mới. Hôm nay là mình có con LS520 nhưng mà là phiên bản SE anh em nhé. Cái phiên bản mà thường ấy thì cái viền nó sẽ dày hơn. Đấy, và cái block nước nhìn nó sẽ nhỏ hơn và cái giải led của nó sẽ dày hơn. Còn cái mã này thì cái led của nó dạng vô cực anh em ạ, nhưng mà mình đang chưa thấy cái hiệu ứng vô cực nó rõ rệt lắm. Đây này, đấy, nhìn ở góc này thì anh em mới thấy một chút về cái hiệu ứng vô cực. Mình muốn là cái phần vô cực này nó sâu hơn một chút nữa, đấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn cái cạc ngày hôm nay thì cũng là một cái mã cạc rất là quen thuộc với anh em rồi. Đấy, và lắp vào cái vỏ ngày hôm nay thì rất là thoáng mát rồi. Ba fan này, hớt sinh dày này, mát này, và lại có sẵn một fan thổi mát như thế này nữa thì đảm bảo là trong quá trình chơi game cho anh em là vô cùng mát luôn. Và cái việc mà anh em lắp cái tản nhiệt nước ở trên nóc này thì cũng sẽ giúp là cái cạc đồ họa này nó mát hơn rất là nhiều, bởi vì là bên trong nó sẽ không có cái luồng khí nóng hỗn tạp giống như là anh em dùng tản khí.
tản khí thì nó cứ phả, cái luồng khí nóng rất là hỗn tạp ở bên trong. Còn cái tản nhiệt nước này thì cái khí nóng nó sẽ thổi, từ bên trong ra bên ngoài rồi. Đấy, đẩy hết ra bên ngoài rồi. Nên là bên trong sẽ không còn khí nóng từ CPU nữa. Nên là cái card của anh em lúc chơi game sẽ rất là mát. Anh em chơi game thì nên dùng cái tản nhiệt nước và lắp ở trên nóc thì nó sẽ tối ưu hơn cho VGA. Đấy, như vậy là mình đã lướt qua nhanh về cái bộ PC full trắng 26 triệu ngày hôm nay. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu dựng thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook ở dưới phần mô tả thì mình sẽ tư vấn chi tiết hơn cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.